Sáng ngày 27 tháng 12, công ty Hoa Tiêu Hàng Hải TKV tiến hành hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty. Đồng chí Trần Đạo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty nhấn mạnh vượt qua nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của tình hình chính trị kinh tế thế giới tác động đến hoạt động của công ty năm 2022, Hoa Tiêu Hàng Hải đã hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận cổ tức. Sản lượng dẫn tàu trong năm đạt trên 3.600 lượt, trong đó đã đón 68 lượt tàu có trọng tài trên 100.000 tấn ra vào khu vực vùng nước Cẩm Phả. Tổng doanh thu đạt trên 47,1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 2,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 22,6 triệu đồng một người một tháng. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Công ty đặt kế hoạch phấn đấu thực hiện tăng 5% tổng doanh thu lợi nhuận, tiền lương bình quân, nâng cao đời sống cho người lao động, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn, nhanh chóng, kịp thời, từng bước chuyển dịch hoạt động dịch vụ theo hướng đa dạng hóa, triển khai nghiên cứu mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, buôn bán vật tư hàng hóa. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đề nghị Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, công ty cần thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ Hoa Tiêu, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, khẳng định uy tín của thương hiệu Hoa Tiêu Hàng Hải TKV, chăm lo hơn nữa đến đời sống việc làm và thu nhập cho người lao động, từ đó xây dựng công ty đoàn kết, đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức.